Dạ, em xin chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà mình chiếc đồng hồ đến từ Đức, có tên là Kundo. Dạ, đây là một siêu phẩm từ nhà Kundo. Đây, trong dòng Kundo thì bạn này rất là đặc biệt, bởi vì nằm ở trong phiên bản kỷ niệm ha. Dạ, em mời cả nhà mình cùng em ngắm nhìn tổng quan chiếc đồng hồ này. Dạ, chiếc đồng hồ này có kích thước cao là 22 cm và ngang là 15,5 cm, thì cũng không quá to, không quá nhỏ, vừa phải. Cái này mình để ở tủ hoặc là trên bàn làm việc thì rất là sang trọng, làm quà tặng thì hết ý luôn à. Dạ, đây, phần đế của em nó thì hoa văn rất là đẹp. Đó, cái dòng này, cái dòng đặc biệt, cho nên là cái được trau chuốt rất là đẹp, rất là tỉ mỉ. Đấy, hoa văn là hoa văn nổi. Đây, em quay góc nghiêng cho cả nhà mình cùng ngắm nhìn ha. Đây, đó. Đấy, ốp ly thì là ốp ly thủy tinh ha. Đây, em gỡ cái ốp ly ra. Dạ, đây. Phần chân cũng được chạm chỗ, chạm khắc họa tiết đối xứng. Trụ bên đây cũng y như vậy luôn, nhìn trông rất là sang trọng, rất là đẹp. Hiện em này là đang chạy luôn ha. Cả nhà thấy là 4 viên bi là đang xoay nè. Đó. Đây. Mặt thì là mặt số la mã nổi, rất là đẹp. Xoay nhẹ. Phần máy vẫn đang hoạt động rất là tốt nha cả nhà nha. Hôm nay cả nhà mình cùng xem cái bộ máy. Dạ, máy thì thuộc dòng máy nhà Kundo, có chuyện mộc đầy đủ ha. Đó, có mộc của máy in Germany ở ngay chỗ này. Dạ. Bác nào mà thích cái dòng mà dạng như im lặng, yên tĩnh á, trưng bày chỉ là chủ yếu là đẹp, đẹp là chính á, thì nên sưu tầm chiếc này cho em ha. Rất là sang trọng, đẹp, làm sáng cái bàn của mình lên luôn. Cái này là mình dùng để trưng bày ở những nơi mà cổ điển hoặc tân cổ điển cũng rất là ok ạ. Thì em mời cả nhà mình cùng nhìn em nhìn lại tổng quan chiếc đồng hồ. Bạn này cũng rất là tiện ha, cót một lần lên đến 400 ngày luôn. Năm Tết đến xuân về cái mình lên cót một lần, chạy quanh năm luôn. Cứ thế mà chơi thôi. Không phải lăn tăn bận tâm cái gì nữa hết. Em cảm ơn cả nhà mình cùng em theo dõi đến hết video. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau ha.